chữa viêm xoang bằng rắn lục. Rắn lục đuôi đỏ là trong những loài rắn có nọc độc cực mạnh, chỉ đứng sau loài hổ mang chúa. Nọc độc của rắn lục được sử dụng trong đông y rất hiệu quả. Tuy nhiên, cách chữa bệnh viêm xoang bằng rắn lục là một cách điều trị mà chưa được chứng kiến cũng như được công nhận của các nhà khoa học. Rắn lục đuôi đỏ chữa trị bệnh viêm xoang. Thời gian gần đây đã có một số tin đồn về cách chữa bệnh bằng rắn lục có hiệu quả khi bạn thực hiện những bước đơn giản sau. Bước 1, cần chuẩn bị một con rắn lục đuôi đỏ. Bước 2, đem rắn đi phơi khô. Bước 3, cho rắn lục vào vỉ sắt rồi nung nóng cho đến khi rắn cháy thành tro, nát hết ra. Bước 4, cho người bệnh hít hết bột tro rắn lục thì ắt sẽ lành bệnh. Nhiều người cho rằng cách chữa này không chỉ hiệu nghiệm với bệnh nhân viêm xoang mà còn khả năng chữa bách bệnh khi dùng bột rắn lục đuôi đỏ. Bệnh viêm xoang chỉ cần hít khoảng chục lần là sẽ khỏi, còn bệnh ung thư chỉ cần ngày nào cũng hít vài hơi, tiếp đó pha với nước tinh khiết, uống đến khi thấy sức khỏe cải thiện thì ngưng. Rắn lục chữa trị bệnh viêm xoang có hiệu quả. Thật ra những công thức chữa bệnh bằng rắn lục trên chỉ là lời đồn trong dân gian mà chưa hề có một sự kiểm chứng của các lương y, cũng như chưa hề có một tổ chức khoa học nào công nhận hiệu quả của nó. Do đó đây đang là một cách điều trị bệnh viêm xoang không có căn cứ khoa học, rất có thể sẽ mang lại những nguy hiểm lớn đến sức khỏe, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không áp dụng những cách điều trị bệnh khi tìm ra nguyên nhân của nó. Chúng tôi khuyên những người bệnh nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để tìm ra những nguyên nhân và cách chữa viêm xoang phù hợp với từng bệnh nhân, từ đó sẽ đem lại hiệu quả điều trị bệnh hiệu quả nhất. Quan trọng là bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ cùng với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh mới có thể loại trừ bệnh nhanh chóng, bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Kênh Bách Khoa Tri Thức luôn cung cấp các thông tin chữa bệnh đơn giản, hiệu quả nhất. Để cập nhật các thông tin kịp thời, các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé.